Tôi vốn là một hoàng tử con nhà trời, nhưng vua cha muốn tôi có những trải nghiệm cuộc sống thực tế dưới trần gian để trưởng thành hơn. Cũng là để khảo nghiệm cuộc sống của người dân nơi hạ giới nên đã cho tôi đầu thai vào kiếp người. Nhưng cuộc sống dưới trần thế này không phải cuộc sống nhung lụa, hòa quang như khi còn trên thiên đình mà tôi trở thành một con người hoàn toàn khác với cuộc sống khác. Đó là cuộc sống nghèo khó thiếu thốn tình thương phải tự mình mưu sinh. Hơn thế nữa, lần đầu tôi được tiếp xúc với những con người. Tốt có, xấu có và phải vượt qua được hết những thử thách vua cha đặt ra tôi mới đạt được hạnh phúc thực sự. Tên dưới trần thế của tôi là Thạch Xanh. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Bố mẹ làm nghề tiểu phu. Tuy nghèo nhưng bố mẹ luôn dành cho tôi những tình cảm thương yêu. Quan tâm nhất, nhưng bất hạnh thay, khi tôi vừa mới lên 10 thì bố mẹ đều ra đi. Tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi sống cô đơn ở một vùng núi đá hẻo lánh. Gia tài bố mẹ để lại cho tôi chỉ là một căn lều lụp sụp. Rách nát vốn chẳng thể che chắn hết những trận mưa. Và một chiếc rìu để tôi có thể kiếm sống. Cuộc sống khó khăn, bất hạnh là vậy nhưng tôi không hề chán nản buông xuôi ngược lại tôi luôn nỗ lực phấn đấu lớn lên trở thành một chàng trai khỏe mạnh cao lớn cuộc sống của tôi có lẽ cứ như vậy trôi qua nếu như không có cuộc gặp gỡ với lý thông một tay buôn rượu khi gặp tôi thấy khỏe mạnh hắn ta đã tính toán để mang tôi về làm giàu cho mẹ con hắn còn chủ động kết nghĩa huynh đệ với tôi lúc ấy tôi không hề biết được âm mưu thực dụng của hắn ta mà vô cùng cảm động vì từ nhỏ tôi đã sống quá cô đơn ngoài bố mẹ thì hắn ta là người đầu tiên quan tâm đến tôi vậy là không hề suy tính mà đi theo hắn về nhà với sức khỏe của tôi công việc làm ăn của lý thông ngày càng phát đạt hắn ta lúc nào cũng ăn nói ngọt ngào làm tôi lầm tưởng hắn ta thực sự coi tôi là anh em năm ấy trong làng có một con xà tinh tác oai tác quái. Đến kỳ hạn 3 tháng người dân lại phải mang đến trước miếu của nó một thanh niên khỏe mạnh để cho nó tu luyện. Và lần này đến lượt lý thông. Thế là mẹ con hắn đã toan tính mang tôi rét hay thế cho hắn. Nói với tôi là trông trước miếu giúp hắn một đêm. Lúc ấy trong cảm nhận của tôi hắn là một người anh em tốt nên việc nhờ vả này đâu có ích gì. Đến tối tôi mang dìu ra canh trước cửa miếu. Khi tôi đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng hiện lên một con xà tinh khổng lồ. Nó quấn lấy tôi và siết chặt. Không hề nao núng, tôi vung dìu lên chiến đấu với nó, cuối cùng chặt đầu nó và mang về nhà. Khi thấy tôi về nhà mẹ con Lý Thông đã ngạc nhiên lắm vì chắc mầm tôi đã nằm trong bụng xà tinh. Khi biết sự tình mẹ con lý thông đã nói đó là vật nuôi của nhà vua nay tôi chém xà tinh thì thoát không khỏi tội chết và nói tôi hãy trốn đi và nghiễm nghiên lý thông mang đầu xà tinh đi nhận thưởng tôi vẫn không hề hay biết mà trở về tiếp lều nhỏ trước đây mình sinh sống vào buổi sáng nhiều ngày sau đó khi đang trẻ củi thì tôi nghe thấy tiếng kêu cứu của một cô gái ngẩng đầu lên nhìn thì ra cô gái bị đại bàng tinh quắp mang đi tôi đã lần theo đường bay của đại bàng đến một hang núi đến trước cửa động đang định xông vào cứu người thì bị địa bàng tấn công như lần trước tôi cũng giết được đại bàng khi định xuống cứu thì lý thông cũng vừa đến nơi nghe nói người bị bắt là công chúa và ai cứu công chúa sẽ được nhà vua trọng thường một lần nữa lý thông lừa tôi xuống hang đại bàng cứu công chúa tôi ngay lập tức đồng ý khi công chúa lên đến nơi thì hắn ta lấy đá lấp cửa hang để tôi không thể lên lúc bấy giờ tôi mới biết lòng dạ thâm độc của lý thông tôi đã đi xung quanh hang động để tìm cửa ra thì vô tình cứu được con trai của vua thủy tể sau đó được vị vua này ban cho cây đàn thần. Tôi mang theo đàn thần trở về túp lều của mình. Nửa đêm hôm đó oan hồn của xà tinh và đại bàng đã đã lấy trộm bảo vật trong cung cấm. Vụ oan cho tôi, tôi bị giam vào trong ngục. Buồn chán tôi mang cây đàn ra đánh thì có người mang tôi đến diện kiến nhà vua. Lúc này công chúa nhìn tôi và nói với vua cha rằng chính tôi đã cứu nàng nhà vua đã chọn tôi làm phò mã còn mẹ con Lý Thông thì bị trừng phạt thích đáng. Không lâu sau đó, 18 nước chư hầu đã kéo quân xâm lược, nhà vua đã giao cho tôi trọng trách cầm quân đánh giặc. Khi ra trận tôi dùng cây đàn thần vua Thủy Tề cho để làm tê liệt ý chí chiến đấu của quân giặc. Khi đã giành đờ si thắng lợi tôi còn mang liêu cơm thần ra để thiết đãi quân chư hầu ban đầu chúng tỏ vẻ coi thường lắm vì liêu cơm rất nhỏ mà quân sĩ đến vài chục vạn người nhưng liêu cơm ăn bao nhiêu cũng không hết quân chư hầu bấy giờ mới tâm phục khẩu phục và không dám sang xâm phạm nữa cũng từ đó tôi và công chúa quỳnh nga sống hạnh phúc mãi mãi